Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Nghị định 75 do Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới được cho là mang tính đột phá, gỡ được các nút thắt trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Những điểm mới của Nghị định số 75 đáng chú ý là bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế đối với người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo, bổ sung nâng mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, v.v.